Đây là dụng cụ đây. Mình đem hai ba cái vỗ luôn. Với một cái vỗ này chút mình đem về lại mình đổ vô cái vỗ lớn này. Giờ mình thu trước ít cái cà này trước đi. Mình thu xong rồi mình thấy mấy cái lá già mình gặt bỏ bớt luôn, để cho nó tập trung nó nuôi vô mấy cái nhánh mới. Tại vì cà đa số nó già, cái lá nó vàng. Mình bù thu rồi mình bù chăm sóc nó luôn, để nó cho ra trái. Trái khá là nhiều luôn á. Mình lựa mấy trái lớn lớn mình cứ thu trước. Cà này mình làm chua mình ăn cơm ngon lắm. Làm chua chấm mắm á. Đó, một cây mà được nhiêu đây nè. Mình tiếp qua mình có cây nào mình thu kế cây đó luôn. Đây cây cà tím nè. Mình tỉa bớt mấy lá già luôn nha. Mình bù thu và mình bù chăm sóc cho nó luôn. Nó mới cho mình được nhiều trái mình ăn vài chứ. Cái cà. Cà này. Cà dĩa và ếch. Cây này già dữ. Trái nó lớn già. Cái cà này nó dụng rồi nè. Ngang đây có hột nó dụng, hột nó lên nè. Vậy nó lên cái mốt mình lụm cái con ra mình trồng à. Như cái này ương rồi nó cũng lên đi thịt vậy nè. Nó già nó rụng nó lên luôn. Gà tím mà cây này hôm nay thu nhiều lắm. Có trái già bự ghê luôn. Trái già màu vàng bự nè. Mốt mình làm giống mình ương. Đây có cây cà pháo trắng tiếp. Trong vườn nó có lên cây thuốc quá trời không, cây diệp hạ châu mà, hay gọi cây chó đẻ gì nè. Trong vườn lên chỗ nào cũng mọc lên á. Có mấy cây đậu bắp nè, trái bự ghê, còn non xèo à, non xèo à.
thu nữa không. Rồi mình đổ vô trong vỗ cái mình đi hái tiếp nha, để nó nặng. Mình thu về trái dưa luôn. Trời mưa giăng dơ hay. Đây. Dưa này hôm nay thu nhiều lắm, ngày nào cũng hái hết á. Nó nằm phía dưới. Cái này lớn già đây, có hai trái, trái này rất già. Hay quá trời luôn, nó núp phía dưới á, dưa nó nằm khuất hay á, lá nó che. Mới đây được mới rồi nè. Trái này đẹp, trái này bự, trái này đẹp quá. Dưa thường thường á, mấy cái lứa mình thu đầu tiên á, nó mới suông, nó đẹp. Còn càng thu về sau rồi nó càng xấu à. Đây còn trái to nữa. Mình bọc vô đây mình thu. Đây có trái móp bự nè. Ủa trái mốt. Trái mốt này còn non xèo à. Non xèo à mà nó to nè. Trái mốt bỏ vô cái vỗ. Bít cái vỗ coi. Đây trái nữa. Ồ. Non lắm, non xèo à. Hai trái. Bún nó treo nè. Hơi nữa mình tới thu hoạch đậu bún nha.
bún nó treo lởn tởn vậy nè. Quá chừng đậu. Trồng có hai mấy ba chục giây à, mà nó bò lên trên cái vàng, nó cho ra trái khủng khiếp kìa. Hôm nay hái hoài, ngày nào cũng hái. Mới vương qua xào hoa luộc, luộc dừa chín tới thôi. Nước sôi, đun nước sôi thì sôi cái bắt đầu mình bỏ vô chừng 3 phút hay gì, 3 đến 5 phút mình lụm ra, nó vừa chuyển qua màu xanh thôi. Ăn nó ngọt mà nó giòn lắm. Chứ mình đừng có để mình xào, đừng để nó chín quá. Nó chín quá nó mềm, nó bã. Quá chừng thấy mê kìa. Nó dễ trồng lắm đó nha. Mọi người nào thích ăn rau sạch, rau tự nhà trồng thì mọi người trồng nha. Đậu bún nha. Trong kênh của mình có quy giáo chỉ cách trồng đậu bún. Nó đơn giản lắm, không có khó. Cái này hồi bữa mình đang trồng bầu bí, cái bắt đầu mình môi cái lỗ dưới gốc, mình bỏ hộp cái gì, có cái vàng sẵn lưới hay gì, cái nó bò lên vậy đó. Nó không có bón miếng phân, chưa có xịt miếng thuốc cái gì hết. Mà nó vậy nè. Hôm nay mình thu có chục mười mấy lần mà mình chưa thấy sâu thấy gì. Trái xung đột mà, đâu có sâu đâu có gì đâu. Ví dụ mình mà có cha thấy cái trái nào bị dày hay gì đó, mình ngắt mình bỏ thôi à. Nó đơn giản á. Mọi người mà trồng một lần đầu, ví dụ chưa được, mình trồng thì mình một hai lần sau rồi tự nhiên mình có kinh nghiệm, mình biết cách trồng à. Đây, mấy trái mớp nè, bên kia mớp còn nhiều lắm. Hơi mình còn qua bên vườn bên kia thu mớp nữa. Thế này mình thu mấy cái nào lớn lớn mình thu hết luôn, để nó già uổng quá. Cái gốc mớp nè, nó bự bằng cái cẳng cái luôn. Trong khi đó hổm là mình mới gieo rồi, mấy cái đậu bún nè cũng kế nó luôn nè. Rồi bắt đầu mớp mình chưa tàn mà đã có đậu bún ăn rồi nè. Được mớ cà, mớ dưa, mớ đậu bún này. Giờ mình đi qua kia mình gom đi mớ đậu bún hồi nãy mình cắt, mình bỏ dưới mình chưa gom hết nữa nè. Bữa nay là đậu bún mà nhiều nhất, được một giỗ đậu bún nữa. Đậu bún cho trái nhiều và nó nhanh thu hoạch đó. Quá chừng được quá chừng đậu bún luôn, mớ cà nữa. Giờ video cũng dài, mình cũng xin kết thúc video nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha.